25 thùng rượu nhập ngoại nhãn hiệu Ballantine và Macallan với tổng cộng 300 chai đã được phát hiện trong một chiếc xe Toyota Fortuner. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1 năm 2018, tại km 30 quốc lộ 9 qua xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông, tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị đã cho dừng xe Toyota Fortuner mang biển số 74A02870 đang lưu thông hướng Lao Bảo đi Đông Hà để kiểm tra theo thủ tục. Lực lượng chức năng đã phát hiện tới 25 thùng rượu nhập ngoại dưới đống chăn chiếu. Trị giá của lô hàng được cho là lên tới 400 triệu đồng. Tài xế Nguyễn Văn Vĩnh không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cho số rượu này và cho biết vận chuyển từ thị trấn Lao Bảo về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tiêu thụ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.